Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì uh, mấy ngày qua nhiều khán thính giả đã gọi điện thoại, gửi tin nhắn, điện thư, email hỏi về cái việc công du của Tổng thống uh, Ukraine Zelensky đến G7 là thành công hay thất bại thưa quý vị. Thì uh, để trả lời câu hỏi của các khán thính giả đó thì chúng tôi uh, xin nói về cái chủ đề chuyến công du của Tổng thống Zelensky tới G7 thưa quý vị. Thì trên màn hình đây là buổi chụp hình chung giữa Thủ tướng Nhật Bản cùng với ông Tổng thống Zelensky đứng bên trái, Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Justin Trudeau thủ tướng anh rishi sunak vân vân thưa quý vị và bên tay phải thì ông tổng thống hoa kỳ joe biden thì báo chí truyền thông của phương tây cho rằng chuyến đi của ông zelensky là một thắng lợi xin mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép còn về phía nga thì khi sự xuất hiện của ông tổng thống zelensky tại hội nghị G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima thì phía Nga đã lên tiếng phản đối nước Nhật, phản đối G7 và phản đối tổng thống Ukraine. Nói rằng đã lợi dụng cái diễn đàn kinh tế G7 mở rộng này để tìm kiếm thêm đồng minh và tìm mọi cách để mà chống Nga vân vân tạo một cái diễn đàn từ cái diễn đàn kinh tế G7 mở rộng trở thành cái diễn đàn để mà tạo liên minh chống Nga vân vân đó là lý do mà Nga phản đối thưa quý vị thì nói về cái chuyến công du này đây là cái chuyến công du hết sức bất ngờ mặc dù tổng thống Zelensky đi nhiều nơi trên thế giới để vận động chẳng hạn như đi và làng Hungary, phần làng Pháp, Anh lòng vòng ở Âu Châu để vận động các nước. Thì được biết là chủ nhà nước Nhật, Thủ tướng Nhật đã không chính thức mời ông Tổng thống Zelensky thưa vị, nhưng một số nước thành viên chủ chốt trong G7 đã mời Tổng thống Zelensky, trong đó tích cực nhất là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tiếp theo là Thủ tướng nước Anh là Rishi Sunak, vân vân thưa quý vị. Thì theo dự kiến ban đầu là ông Zelensky sẽ gửi thông điệp qua video đến hội nghị G7 hoặc là gọi video call tức là gọi trực tuyến đến hội nghị G7. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng với lại Thủ tướng nước Anh Rishi Sunak cho rằng là và khuyên rằng Tổng thống Ukraine nên gặp trực tiếp mặt đối mặt với từng lãnh đạo của thế giới phương Tây để mà có thể trình bày những cái vấn đề của Ukraine một cách thiết thực, một cách mạnh mẽ và đó là cái cách mà vận động trực tiếp mạnh mẽ nhất thay vì gửi video hoặc là nói chuyện qua trực tuyến trên mạng vân vân. Thì phía Ukraine đã im lặng một thời gian sau đó đã giải bày với lại phía tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron nói rằng là phía Ukraine không có phương tiện để mà đi đến hội nghị G7 thưa quý vị. Và thế là ông Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron phải cho mượn một chiếc máy bay Airbus A330. Trên chuyến bay đặc biệt này thì có cụ đại sứ Pháp tại Kiev tháp tùng thưa quý vị. Và chuyến bay này hết sức bí mật giữ bí mật khi mà đáp xuống Ba Lan rồi từ đó là rước à, tổng thống à, Ukraine Zelensky bay đến Ả Rập Xê-út để ông à, tổng thống à, Zelensky này tham dự một cái cuộc họp với lại à, liên minh à, các nước ở Trung Đông vân vân thưa quý vị rồi sau đó sẽ có một cái hành trình à, 14 tiếng đồng hồ À, đến nhật thưa quý vị và khi mà phía pháp phía anh cùng một số nước thông báo là sẽ có sự có mặt của ông tổng thống ukraine zelensky thì phía nhật hết sức bàng hoàng và bất ngờ vì không nghĩ rằng là ông zelensky sẽ đến và khi đến thì sẽ xáo trộn hết tất cả các cuộc gặp gỡ của phía Nhật cùng với các nước thưa quý vị. Thì đương nhiên có một số nước từ chối vì biết rằng ông Zelensky đến chỉ để vận động về viện trợ kinh tế và viện trợ quân sự cùng với sự yểm trợ. Thì chẳng hạn như Tổng thống Brazil Lula đã từ chối gặp ông Tổng thống Zelensky của Ukraine vân vân thì như phía Nga đã loan báo và phản đối thì chiếc đi này của ông Zelensky cũng không ngoài mục đích à, xin viện trợ à, xin thêm viện trợ quân sự viện trợ kinh tế à, cùng với việc à, vận động để mà những cái nước gọi là trung lập hay còn đang ngã nghiêng chưa nghiêng về biên nào thì à, lôi kéo vân vân thưa quý vị và phía ông à, Zelensky đã tìm cách uh, lôi kéo những nước uh, trung lập như thế. Và chúng tôi cũng đã đưa tin thì ông uh, đích thân Tổng thống Zelensky cũng đã đến uh, bắt tay Thủ tướng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, thưa quý vị. Thì uh, video clip và gặp gỡ uh, chúng tôi đã đưa lên trên uh, trang nhà Facebook uh, Thiên Sài Gòn, quý vị nào muốn uh, Nghe xem trực tiếp Thì hãy vào facebook Tìm kiếm uh, Tài khoản Thiên Sài Gòn Thì trở lại với Cái chuyến đi uh, Mà phía phương Tây gọi là thành công Thì trong cái chuyến đi này uh, Ông Tổng thống uh, Ukraine đã thuyết phục thành công Là phía Mỹ sẽ bàn giao máy bay Tiêm kích hiện đại F-16 Thưa quý vị thì cũng xin bàn luận thêm là những tuần trước đây, các nước lúc đầu thì không mấy hăng hái để mà đưa những máy bay F-16. Chỉ duy nhất có một quốc gia đó là Hoa Kỳ, vì là quốc gia sản xuất máy bay F-16, thì nói rằng là phía Ukraine cần những chiếc uh, tiêm kích F-16 tuy nhiên uh, việc huấn luyện uh, khá mất thời gian có thể lên tới cả năm trời mới có thể điều khiển được máy bay F-16 uh, cho nên nhiều nước quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ đã ngăn ngại uh, chuyển giao nói rằng là uh, không cần thiết hoặc là chưa cần thiết uh, vì uh, thời gian mà để huấn luyện uh, quá lâu có khi là huấn luyện xong thì tình hình chiến trường ở Ukraine đã biến chuyển theo chiều hướng khác vân vân Hoặc là chi phí đào tạo quá bắt mỏ và chưa cần thiết. Mà những quốc gia yểm trợ cho Ukraine thì chỉ viện trợ nhỏ giọt hoặc là đưa những chiếc máy bay đầy cũ thuộc hệ thống máy bay Soviet như Su-25 cho phía Ukraine vân vân thì cùng với diễn biến tại g 7 tại thành phố Hiroshima thì tình hình chiến trường ở ngay tại Ukraine bỗng nhiên trở nên sôi động khi mà cuộc chiến vẫn ác liệt xung quanh Bakhamut, thưa quý vị đây là cửa ngõ tiến về phía tây và lực lượng của nga cùng với lực lượng tư nhân Wagner lực lượng bán quân sự đã tìm cách giao tranh quyết liệt với lại lực lượng của Ukraine. thì tin tức hết sức khổng loạn khi mà phía Ukraine tuyên bố là đã phạt công và tái chiếm lại được 20 km vuông ở phía tây của thành phố Bakhmut. Trong khi bên lực lượng dân quân bán quân sự Wagner tuyên bố là đã chiếm thành công thành phố Bakhmut mặc dù bị thiệt hại rất nặng ở lữ đoàn 3 và lữ đoàn 72 của Nga nơi chịu trách nhiệm bảo vệ xương của lực lượng Wagner thưa quý vị. Thì phía Nga và lực lượng Wagner đã tuyên bố là Bakhmut hoàn toàn thất thủ và lực lượng Wagner sẽ bàn giao lại toàn bộ thành phố Bakhmut cho lực lượng Nga vào ngày 25 tháng 5 tới đây thưa quý vị. Tin tức này là hết sức bàng hoàng và sau đó đã khiến cho Tổng thống uh, Ukraine Zelensky uh, tuyên bố là tình hình ở Bakhmut vẫn tiến triển tốt đẹp cho Ukraine. Một bên thì nói là Bakhmut đã bị thất thủ hoàn toàn, một bên thì nói là tình hình vẫn uh, tốt đẹp Cuộc phản công vẫn tiếp tục Vân vân thưa quý vị Thì đó là câu chuyện uh, Của cuộc chiến Ukraine và Nga Khi mà đã diễn ra hơn uh, 457 ngày Thưa quý vị là như vậy Thì uh, trong cuộc uh, gặp gỡ Với G7 Cùng với uh, G7 mở rộng Thì Tổng thống uh, Ukraine đã tìm cách uh, Lôi kéo Những nước trung lập xin nhắc lại là một số nước không bỏ phiếu ủng hộ Ukraine cũng không bỏ phiếu ủng hộ Nga vân vân thì gọi đó là những nước đứng cửa giữa hay những nước trung lập thì phía Ukraine cùng với ngoại trưởng Kubela cùng với tổng thống Zelensky tìm cách tiếp cận và lôi kéo tuy nhiên những quốc gia như Việt Nam thì đã tuyên bố thẳng thừng trả lời thẳng thừng là việt nam có đường lối độc lập à, trong à, chủ quyền à, không theo phe và coi như là theo cái chính trị à, đa phương hóa thưa quý vị à, làm bạn với tất cả mọi người à, do đó thì à, qua cuộc nói chuyện giữa thủ tướng phạm minh chính với ông tổng thống à, Ukraine thì có những điểm nổi bật à, trong đó thì à, phía Việt Nam ngoài cái việc là tuyên bố à, độc lập đứng à, giữa không theo phe và theo chủ nghĩa đa phương làm bạn với mọi quốc gia thì à, hai người bàn về vấn đề à, an ninh lương thực bàn về vấn đề à, kinh tế thưa quý vị và ông tổng thống à, xin lỗi. À, Ông Tổng thống Zelensky đã tìm cách nói chung lấy lòng Việt Nam và phía Thủ tướng Phạm Minh Chính thì cũng đã cảm ơn Tổng thống Zelensky đã có những hành động thiết thực bảo vệ kiều dân Việt Nam ở Ukraine trong thời gian qua trong lúc mà những người gốc Việt sinh sống học tập vân vân thưa quý vị và bên phía G7 cũng đã lôi kéo những nước trung lập vào những diễn đàn để mà đối phó với khủng hoảng trong đó có khủng hoảng về quân sự khủng hoảng về chiến tranh vân vân Nói chung bên nào cũng muốn lôi kéo bên phía Nga thì cũng muốn lôi kéo những nước trung lập ngã nghiêng về phía mình và bên phía ukraine thì ngược lại vân vân thì à, phía việt nam trình bày với ông tổng thống à, zelensky là việt nam tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia và tôn trọng à, luật pháp à, liên hiệp quốc vân à, vân và sau đó thì à, ông tổng thống à, zelensky cảm ơn việt nam và mong rằng à, giao thương song phương giữa hai nước sẽ được nâng lên ở một tầm cao mới thưa quý vị tuy nhiên có một điều đặc biệt là các nước à, theo dõi việt nam và theo dõi à, ukraine cho biết rằng là đã không có một cuộc họp xin lỗi một cuộc à, mời họp thăm viếng lẫn nhau tức là bên phía việt nam không đưa ra lời mời đối với ông Tổng thống Zelensky và phía Ukraine thì cũng vậy, không mời Việt Nam đến thăm thử. Tiếp theo thì qua cuộc bắt tay lịch sử lần đầu tiên giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tổng thống Zelensky thì hai bên cũng không bàn đến vấn đề viện trợ quân sự hoặc là buôn bán vũ khí, buôn bán khí tài quân sự cho Ukraine như một số tình đồn đoán, võ đoán hoặc là thuyết âm mưu thưa quý vị à, nói chung là chỉ ở những cái vấn đề mà vừa trình bày không có cái vấn đề về quân sự như là những tin tức đồn đoán lan truyền trên không gian mạng thưa quý vị thì quý vị cũng có thể xin nhắc lại là vào facebook tìm kiếm trang nhà Sài Gòn, Thiên Sài Gòn thưa quý vị. Như quý vị thấy trên màn hình, một bên là thành phố Bắc Mút trước ngày 24 tháng 2 năm 2024, à, xin lỗi 2022. Và bên phải là thành phố Bắc Mút hiện nay thì thấy tàn hoàng một màu xám xịt so với thành phố Bắc Mút tươi đẹp đầy màu xanh của Cây thưa quý vị Nói chung hậu quả của cuộc chiến Cũng hết sức nặng nề đối với Ukraine Và phía Ukraine Thì vẫn tiếp tục uh, vận động hành lang Các nước Để xin uh, thêm viện trợ kinh tế Và phía Hoa Kỳ thì cũng đã đáp ứng Chính quyền của ông uh, Tổng thống Joe Biden Cũng đã loan báo những cái gói Viện trợ về kinh tế Viện trợ về quân sự uh, Vân vân thưa quý vị và một tin tức uh, xấu cho phía ukraine đó là lần đầu tiên một dàn uh, tên lửa phòng không uh, tối tân hiện đại patriot 3 của ukraine đã bị hư hỏng trong một cuộc uh, tập kích đường không từ nga thưa quý vị bên phía nga đã liên tục uh, sử dụng các loại tên lửa tầm gần tầm trung tầm xa lên tới uh, 30 quả tên lửa để tấn công vào trận địa của hệ thống phòng không tối tân Patriot, Patriot của Hoa Kỳ. Ở được biết là phía Ukraine chỉ có hai dàn tên lửa phòng không Patriot, Patriot một là do phía Hoa Kỳ viện trợ và hai là từ phía Ba Lan, Đức đưa đến thừa biết. Và với một cái sự tập kích lên tới hơn 30 quả tên lửa vào hệ thống Patriot Pack khiến hệ thống Patriot Pack quá tải thưa quý vị. Và sau đó dường như trúng những mảnh đạn của một tên lửa phòng không xin lỗi tên lửa tấn công từ máy bay của Nga KH 55 và đã gây hư hỏng cho hệ thống Patriot Patriot của Hoa Kỳ. Thì đây là một trong hai hệ thống mà phía Ukraine được viện trợ và các chuyên gia hiện nay đang xem xét để phía Ukraine Kiev có thể sửa chữa tại chỗ hay không. Và dường như là cũng bị thiệt hại khá nặng khiến cho có lẽ là không sẽ sửa chữa ở Ukraine mà phải vận chuyển đến một nước thứ ba chẳng hạn như chuyển về căn cứ của Hoa Kỳ tại Đức chẳng hạn như vậy thưa quý vị căn cứ Ramstein thì đó là câu chuyện mà lần đầu tiên hệ thống phòng không tối tân Patriot của Hoa Kỳ bị trúng mảnh tên lửa Tên lửa hành trình, tên lửa Kinzhan, giàu gầm của Nga KH-55 thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịu Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả cấp đời. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. thanh thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.